Xã đảo Quan Lạn thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 11 km2, cách đất liền 40 km. Xã có 892 hộ dân với trên 3.560 khẩu. Với lợi thế nằm trong vùng vịnh Bái Tử Long là nơi có nhiều loại thủy hải sản có giá trị, có hơn 2.000 hectare bãi triều là điều kiện sinh trưởng cho nhiều giống nhuyễn thể như ngao, sò, giá sùng phát triển. Trên đảo Quan Lạn, nghề khai thác giá sùng đã tồn tại từ lâu đời. Việc khai thác giá sùng tại Quan Lạn đã tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 lao động. Thời gian khai thác giá sùng tùy thuộc vào con nước, mực nước ở các bãi triều và thời tiết. Thời tiết càng lạnh, giá sùng càng vùi sâu vào trong đất sẽ khó khai thác hơn. Để đến các bãi triều phải đi bộ gần 1 km, ngày đi làm sớm nhất cũng khoảng 3 giờ sáng. Mỗi tháng theo lịch thủy triều, người khai thác giá sùng có thể xuống các bãi triều khai thác đến 20 ngày. 1 kg giá sùng tươi bán ngay tại bãi có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng. Người đào giỏi có ngày cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Sau khi khai thác, giá sùng được làm sạch ruột, cát ngay khi vẫn còn tươi, tiếp đến là sấy khô bằng phương pháp thủ công như thế này. Thời gian sấy khô chừng 2 tiếng. Chính vì vậy, giá sùng luôn giữ được hương vị tươi ngon, mẫu mã đẹp. Thương hiệu giá sùng Vân Đồn ngày càng được thị trường biết đến. Giá bán giá sùng thường dao động từ 3 đến 4 triệu đồng trên 1 kg khô. Thu nhập hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng giá sùng giảm sút, thu nhập một ngày công giảm đáng kể. Người dân rất lo lắng vì giá sùng là nguồn thu nhập chính. Thêm vào đó, cuối năm 2016, giá sùng có hiện tượng thân mình màu xanh do nhiễm tảo xanh của biển. Mấy năm trước thì nó còn làm dễ, mấy năm nay khó làm lắm. Chỉ một ngày với tầm, nếu mà hôm nào được nhiều tầm 200-300 thôi. Còn bình thường thì chỉ có hơn 100, hôm mấy chục cũng có. Giá thì mọi năm thì nó cũng tầm 200-250, nhưng năm nay chắc cũng từ cái ngày mà nó bị xanh người ta không mua, người ta chỉ những nhà nào nó ăn cưới ăn xin đấy, hay người ta có đám có điếc người ta mới đặt thôi. Còn những mà người ta là thu nhập về mua về người ta phơi, người ta sấy khô là người ta không mua nữa. Từ mấy năm trước ấy thì đi một ngày được 2 cân 3 cân, nhưng mà từ năm ngoái giờ thì là giảm nhiều lắm. Mưa nhiều mới lại thời tiết nó rét nhiều nên nó không, mình không đi biển được nhiều. Một năm mình không đi biển được nhiều nên nó thu nhập nó giảm sao ạ? Mặc dù cơ quan chức năng đã kiểm định chất lượng giá sùng bị xanh mình không bị ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng do tâm lý hoài nghi của người tiêu dùng, sức mua của thị trường đã giảm đáng kể. Trước đây ấy thì giá sùng rất là nhiều, còn trung bình chúng tôi đào một ngày như mùa hè ấy, tầm 3-4 cân, 4-5 cân mà giá sùng lại được giá. Nhưng mà đến năm nay thì giá sùng đã ít đi, nhưng mà lại do bị ô nhiễm môi trường hay là do tảo biển ở ngoài biển nó trôi vào để giá sùng nó ăn vào nó có màu xanh ấy, nên giá sùng đã ít rồi nó lại không được giá. Tôi chỉ mong là các cấp các ngành thì hãy chung tay để bảo vệ cái môi trường, bảo vệ con giá sùng này để giúp cho người dân chúng tôi có nguồn thu nhập ổn định. Để tháo gỡ khó khăn cho việc khai thác và thu mua giá sùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ban hành quyết định quy định danh mục các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm và thời gian cấm khai thác giá sùng trên toàn tỉnh. Theo đó, việc cấm khai thác giá sùng từ mùng 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7 hàng năm. Đây là thời gian giá sùng sinh sản. Quyết định trên có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi tự nhiên này, đảm bảo khai thác nguồn lợi giá sùng bền vững. Từ khi mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Quan Lạn còn phát triển thêm nghề khai thác chế biến sứa. Người dân địa phương gọi là vàng trắng của biển. Sứa là loại nhuyễn thể được dùng làm thực phẩm, có giá trị dinh dưỡng và bổ mát vào mùa hè nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Sứa là loài hải sản dễ đánh bắt, không cần đầu tư nhiều, ít rủi ro. Thời gian khai thác sứa thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Mặc dù thời vụ khai thác chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Năm 2005,
khi một số ngư dân trên địa bàn huyện mạnh dạn liên doanh với ngư dân Trung Quốc thu mua và sơ chế xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc thành công, nghề này mới thực sự phát triển mạnh mẽ và nở rộ. Thời gian khai thác sứa từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Hiện Quan Lạn có trên 130 phương tiện làm nghề khai thác sứa, mỗi phương tiện có từ 3 lao động trở lên. Tham gia nghề đánh bắt sứa chủ yếu là đàn ông, con trai, người chịu được sóng biển tốt. Trong khoảng thời gian khai thác sứa, mỗi lao động thu nhập bình quân đạt từ 20 đến 35 triệu đồng một người một tháng. Cứ theo như mọi năm, thời tiết mà thuận lợi là mùng 6 Tết, bắt đầu gia đình đi làm. Trong đó thì có hai vợ chồng và em trai. So mọi năm là sứa hôm nay là được giá rất là cao. Một đầu sứa thì trung bình một đầu sứa 12.000. Cái chuyến đi vừa rồi gia đình đi được trong vòng 5 ngày thì cũng được 12 13 triệu. Non 13 triệu. Nhìn chung năm nay mà tôi nhìn nhận sứa thì không có thể nó kéo dài được đến tháng 5 dương lịch. Bên cạnh nguồn lợi tự nhiên, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện như giao đất cho ngư dân xây dựng xưởng chế biến, hỗ trợ kỹ thuật sơ chế, những năm trở lại đây, khai thác và đánh bắt sứa đã trở thành một trong hướng phát triển kinh tế chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống người dân ở Quan Lạn. Đây là xưởng chế biến sứa của gia đình ông Nguyễn Quang Vinh. Xưởng rộng 0,6 ha được chia thành 3 khu riêng biệt, gồm khu quay, sơ chế và ngâm sứa. Từ năm 2007 đến nay, vụ mùa nào xưởng cũng thu mua nhiều sứa. Đơn hàng lớn, giá bán cao. Trừ chi phí, bình quân mỗi vụ sứa, gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng. Người lao động trong công xưởng thì một năm thì rơi khoảng độ 60 công nhân để làm việc cho công xưởng. Mà vụ sứa thì chỉ kéo dài trong vòng từ 2-3 tháng. Có những năm được mùa thì cái thu nhập của người công nhân làm việc tại công xưởng thì thu nhập bình quân mỗi tháng, mỗi vụ thì rơi vào khoảng độ trên dưới 30 triệu. Trong cái một năm 12 tháng thì duy trì để quay làm con vụ sứa thì nó chỉ rơi 2-3 tháng, còn lại 9-10 tháng thì công xưởng lại bỏ hoang, đấy, chỉ lại phải thuê người trông coi. Nên cái nguyện vọng của công xưởng là muốn làm sao là được cấp giấy phép là thu mua chế biến hải sản, hay là cộng thêm là về cái dịch vụ du lịch để công xưởng có tăng thu nhập. Trên địa bàn xã hiện có hơn 300 hộ dân làm nghề đánh bắt sứa, 12 xưởng chế biến xuất khẩu sứa, mỗi xưởng sử dụng trên 40 lao động, phục vụ cho việc chế biến, phân loại sản lượng khai thác sứa năm sau đều cao hơn năm trước, chiếm 20-30% tổng sản lượng khai thác thủy sản của xã. Riêng năm 2016, sản lượng sứa thành phẩm đạt 300 tấn, doanh thu trên 20 tỷ đồng. Nghề khai thác chế biến sứa ở Quan Lạn đã trở thành nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương trong nhiều năm qua, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững. Vâng, gia đình tôi gồm có 8 người, làm ở đây từ hôm mùng 6 Tết và làm cái này nó kéo dài đến tháng 3, tháng 4. Hết vụ sứa thì sẽ được đến tầm cứ người 20 triệu. Còn chồng con tôi thì đi biển, còn tôi thì là con phụ nữ, con gái, không có sức khỏe cho nên là làm việc ở trên bờ, trên đất thôi. Phụ thuộc vào các bác đi biển, hớt được nhiều thì mình sẽ được nhiều tiền, hớt được ít thì mình sẽ được ít tiền. Ngoài việc khai thác, người dân Quan Lạn còn có nghề chế biến hải sản phục vụ đời sống, phục vụ du khách. Nước mắm là sản phẩm truyền thống nổi tiếng ở các xã thuộc huyện đảo Vân Đồn.
Trải qua bao thăng trầm, người dân xã đảo Quan Lạn vẫn giữ được nghề làm nước mắm truyền thống, sản xuất ra những sản phẩm đặc trưng mang hương vị biển. Nhờ có bề dày truyền thống, người làm mắm ở xã đảo Quan Lạn đã đúc kết được những kinh nghiệm quý, quy trình sản xuất mắm độc đáo. Để có được sản phẩm nước mắm thơm ngon, ngư dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Các loại cá có nhiều ở ngư trường Bái Tử Long như cá cơm, cá nhâm, cá ruội được lựa chọn làm nguyên liệu làm mắm. Cá tươi được ướp, chượp, phơi, quấy hàng ngày. Thao tác này kéo dài suốt từ 2 đến 3 năm cho tới khi thành mắm. Quy trình này hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng bất cứ hóa chất nào. Hiện toàn xã chỉ có khoảng 12 hộ sản xuất để bán với sản lượng trung bình 200 đến 300 lít trên một hộ một năm. Nét khác biệt là mắm ở Quan Lạn được làm theo phương pháp ướp, phơi, ngấu bằng ang, chum sành. Đây là phương pháp truyền thống, tuy năng suất thấp nhưng đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm từ việc phơi ngấu được kỹ lưỡng hơn. Sản phẩm thường có độ chín kỹ tự nhiên, thơm ngon hơn phương pháp bể chứa và các phương pháp hiện đại khác. Thành phẩm có màu cánh gián đẹp mắt, khi rót ra thấy sánh dậy mùi thơm đậm vị cá biển. Và từ xưa nay thì các cụ làm thì nó chỉ là cái phụ, thu nhập phụ trong gia đình để sinh hoạt. Nhờ mấy năm gần đây, theo tôi thấy, gia đình tôi nói riêng và nhiều hộ gia đình nói chung đã làm mắm, và đây là cái nguồn thu nhập chính để ổn định môi sinh, cái mưu sinh trong cuộc sống gia đình. Để phát triển cái nghề mắm làng nghề này, tôi cũng mong muốn là địa phương, xã, huyện có một cái điểm quy hoạch để những hộ làm mắm, hộ làm mắm như gia đình chúng tôi được tập trung với nhau. Thứ nhất là để học hỏi kinh nghiệm. Thứ hai để tiếp tục phát triển cái làng nghề lâu dài. Có thể khẳng định, biển đã đem lại nguồn lợi lớn cho người dân Quan Lạn. Năm 2016, sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt 2.260 tấn, bằng 137,5% kế hoạch. Sản lượng khai thác các loại là 1.200 tấn, bằng 112% kế hoạch huyện giao, trong đó khai thác sứa thành phẩm đạt 650 tấn. Tuy nhiên, trước tình hình nguồn lợi thủy hải sản đang cạn kiệt, chủ trương của huyện, của xã đã và đang phát triển, hình thành các điểm quy hoạch nuôi trồng thủy sản ven biển với nhiều hình thức đa dạng. Để phát triển kinh tế biển được bền vững, xã cũng đã tổ chức tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác mang tính hủy diệt như đánh bắt bằng lồng bắt quái, sử dụng sung điện, chất nổ, tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm. Về các bãi mồi, xã cùng với các hộ dân làm nghề khai thác sá sùng, bàn bạc, thống nhất, mỗi năm sẽ có 2 tháng cấm biển để sá sùng sinh sôi. Đối với chúng tôi, quyết tâm là bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản, và cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân, và cũng tổ chức các đội tuần tra để tuyên truyền vận động và ngăn chặn cái việc khai thác mang tính hủy diệt. Và với một cái chủ trương là hàng tháng là sẽ tổ chức làm ngày chủ nhật xanh vào thứ chủ nhật đầu hàng đầu tháng, và hàng tháng hàng quý phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, rồi thì nhà trường và lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên để làm sạch môi trường biển. Người dân Quan Lạn đang nắm giữ một nguồn lợi tự nhiên trời cho mà rất ít địa phương nào có được. Nhưng muốn phát huy được thế mạnh và khai thác nguồn lợi thủy sản có hiệu quả, thiết nghĩ không chỉ chú trọng vào việc đánh bắt tự nhiên hay nuôi trồng, mà cần phát huy những ngành nghề truyền thống để chế biến những sản vật của địa phương một cách có kế hoạch, có quy mô rộng lớn hơn. Muốn làm được điều này, rất cần sự hỗ trợ của nhà nước cũng như các cơ quan chuyên môn về nhiều mặt, nhất là về vốn, cơ sở sản xuất cũng như kỹ thuật chuyên ngành, từng bước áp dụng quy trình sản xuất chế biến hiện đại kết hợp với cách làm truyền thống sẵn có để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, có giá trị và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Thể hiện ý chí quyết tâm của người dân nơi đây luôn bám đảo, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh hải của Tổ quốc.